xin lỗi, anh có điện thoại. Alo, anh nghe. Anh nè, là em đây. Rồi anh có chuyện gì không? Em muốn gặp anh quá à. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, hay em tới công ty anh rồi mình cùng ăn trưa nha. Hôm nay thì không được rồi, anh đang có khách. Hẹn tối mình gặp nhau nghe. Thì phải vậy thôi. Em đừng có buồn, tối nay nhất định mình sẽ gặp nhau. Tên Vân, anh xin lỗi em. Anh có vẻ thích chơi cờ vua quá ha. Chỉ em chơi đi. Được thôi. Có chuyện té đó. Chị hai lên thay đồ đi. Anh hai dẫn hai chị em mình đi ăn tiệm. Đi đi. Thôi em đi với anh hai đi, chị ở nhà chị không đi đâu. Sao vậy chị? Đi đi mà chị. Chị bị mệt đó, chị phải đi ăn tẩm bổ lại cho nó khỏe nha nha nha. Chị khỏe lắm rồi, em đừng có lo. Em cứ đi ăn với anh hai đi. Hai anh em đi ăn vui hơn mà. Chị cười quá, em muốn đi với chị mà. Chị phải thôi. phải đi với em. Mỹ Ngọc, cô thừa biết không có cô đi chung, Mỹ Ngọc sẽ không bao giờ chịu đi mà. Cô còn dùng dằng cái gì nữa? Đây cũng là nhiệm vụ của cô mà, đúng không? Tôi biết rồi, tôi sẽ đi thay đồ nhanh thôi. Đi ăn tiệm, đi ăn tiệm, thay đồ, thay đồ. Em á, thay đồ nhanh lên. Nhanh lên nè, đi thay đồ, đi thay đồ. Nhanh lên, nhanh lên. Em ăn gì nè? Để em kêu chị. Chị ơi, cho cái thật đơn nhanh lên. Từ từ nhanh thôi. Lên. Từ từ. Đói bụng quá anh hai. Thôi biết rồi. Tới tới rồi. Cho em hỏi mình dùng cảm gì ơn à? Chị. Chút xíu nữa anh gọi nha. Dạ. Để em coi. Chị muốn ăn gì? Nhiều lắm nè. Ý, em thích cái này, cái này. Muốn ăn cái gì á thì cứ kêu. Anh hai ơi, mình kêu hết cái thực đơn này được không? Ăn không hết mình gói đem về. Điều quên đích thôi. Thôi, nhiều lắm đó. Anh hai ơi, em chọn nhiều món luôn nha. Nè. Này được nè, được nè. À, cái này bánh mì không ăn. Bánh mì ăn nóng lắm, mẹ nói vậy đó. Ăn kem nha, mình lấy một cái kem, hai cái kem, ba cái kem luôn. Ba kem luôn. Vậy ba cái kem nè. Rồi nước ép dưa hấu thì ngon lắm đó anh hai. Mình đừng có bỏ đường, không có tốt. Thanh Vân. Hả? Cô chọn món đi. Món gì cũng được. Rất tiếc, ở đây không có bán món gì cũng được. Cô gọi món khác dùm đi. À, em biết chị hai thích ăn món gì rồi. Chị hai thích ăn món này đúng không? Chị thích ăn món đó. Em biết mà, chị hai thích ăn món này giống anh hai đó. Còn em hả? Thanh Vân, cô thấy trong người không khỏe sao? Tôi khỏe mà, không sao. Vậy mau chọn món đi, tôi đói lắm rồi đó. Nè, kêu đi chị, kêu nhiều nhiều lên. Anh hai nhiều tiền lắm, để anh hai món trả này. Món này. Từ từ thôi Mỹ Ngọc. Món này. Ăn cá này. Thôi em không thích ăn con cá. Vậy cái này. Khoai tây chiên, khoai tây chiên, khoai tây chiên.
rồi, khoai tây chiên. Em kêu hết cái menu lên đây luôn nha. Ừ. Là dọn hết lên luôn á. Bên đây hết rồi. Nhìn ngon quá à. Vân à, sao em buồn vậy? Em giận anh hả? Anh biết ngay là em giận anh mà. Anh nói là anh bận, anh không đi ăn với em được. Vậy mà anh đi với người con gái khác, ở nhà hàng còn không thèm nhìn mặt em. Hay là anh không còn thương em nữa? Em đó, em á. À, đau em. Em không được suy nghĩ lung tung, rồi tuổi thân nghe chưa. Cô gái đi danh trưa nay chính là cháu gái có một đối tác rất lớn. Em cũng thừa biết chuyện ăn uống, tiệc tùng với đối tác cũng là một phần của công việc mà, đúng không? Ừ. Em đó, em đang giữ một nhiệm vụ quan trọng, em quên rồi sao? Trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Đăng Duy, tụi mình cần phải làm như chưa hề quen biết nhau. Có như vậy thì em mới có thể tiếp tục nhiệm vụ được giao chứ. Em xin lỗi, tại vì em buồn quá, không suy nghĩ được gì hết. Giờ thì em hiểu rồi, em không có buồn nữa đâu. Em nhớ là không được buồn nữa đó. Cười danh cái coi. Trời ơi, cười cái gì mà còn xấu hơn mấy con dịch ở nhà em nữa. Anh ghẹo em hả? Chứ còn gì nữa, xấu thiệt mà. Thôi, em không giỡn đâu. Thôi. Nè, không được giận nữa nghe. Thôi mà, nhột em. À, em à. Hồi trưa nè, nhìn thấy thái độ của anh ta đối với em, anh rất là mừng. Vậy là em đã tạo được lòng tin với anh ta rồi. Hy vọng là không lâu nữa em sẽ thu được kết quả như mong muốn. Em còn không biết tới khi nào mới có thể hoàn thành trách nhiệm nữa đây. Anh ta cực kỳ khó đoán, lúc có thì như ác ma, lúc có thì lại nhân từ. Như hôm bữa em bị bệnh á, cái anh ta. Em bị bệnh hả? Em bị bệnh sao? Lúc nào vậy? Sao không nói cho anh biết? Thanh Vân. Mình có nên nói với anh Khiêm biết là anh ta đã thức cả đêm ở bệnh viện để canh chừng mình không? Không được. Chuyện đó ngay cả bản thân mình còn bán tính bán nghi thì nói cho anh biết để làm gì? Thanh Vân à, em bị bệnh gì? Tại sao không báo cho anh biết? Em chỉ bị cảm sốt thôi à. Nhưng vì thấy em mê sản, vì tôi sợ quá cho nên đã đưa em đi bệnh viện. Em đi bệnh viện mà anh không hay biết gì hết, thật là tệ quá. Không phải đâu, tại em không báo thì làm sao mà anh biết được. Mà lúc đó em cũng mê man rồi, có biết gì đâu mà báo tin cho anh hay. Thật là tội cho em quá. Nghĩ tới cảnh em nằm một mình trong bệnh viện mà cảm thấy đau lòng. Không, em đâu có ở bệnh viện một mình đâu. Còn còn có dì Tư ở với em nữa. Hứa với anh đi, lần sau khi thấy trong người không khỏe phải báo cho anh biết liền nghe chưa. Ừ. Anh không muốn người con gái anh yêu phải chịu đựng một mình đâu. Em đã khỏe thiệt rồi mà, anh đừng có lo. Ừ. Anh xin lỗi. À, Thanh Vân à, em qua đây. Thanh Vân à, lúc nãy em nói em bệnh, anh ta đã làm gì cho em? Anh ta bảo dì Tư đưa em vô bệnh viện quốc tế đó. Anh thấy mắc cười không? Chỉ là cảm sốt thông thường thôi mà, mà đưa vô tới bệnh viện quốc tế luôn á. Em thấy phí tiền ghê, làm cho em cũng cảm thấy áy náy.
em không cần cảm thấy ai nái hay biết ơn anh ta về chuyện đó đâu. Với anh ta, đưa em vô bệnh viện quốc tế thì chẳng là gì đâu. Em cũng biết vậy, nhưng mà thật lòng em cũng cảm thấy áy náy lắm. Anh nói rồi, em không có việc gì phải áy náy. Mang tiếng là lợi cho em, nhưng thật ra cũng vì lợi ích của anh ta mà thôi. Em mà đau bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới em gái của anh ta. Lo cho em cũng chính là vì anh ta lo cho em gái của mình. Em không cần phải bận tâm đâu. Anh nói đúng lắm. Anh ta làm tất cả cũng chỉ vì Mỹ Ngọc thôi. Em cố gắng thêm một chút nữa đi. Chỉ cần tạo được lòng tin ở anh ta, chỉ cần anh ta không đề phòng em nữa, thì chắc chắn em sẽ lấy được chứng cứ và kết thúc nhiệm vụ cao cả này. Nhưng làm cách nào mới có thể xâm nhập vào máy tính của anh ta được? Anh nói rồi, chỉ cần anh ta không đề phòng em nữa, anh sẽ gửi cho em vài dữ liệu. Em thử coi có phải là mật khẩu của anh ta không. À, sắp tới ngày đưa mẹ đi tái khám rồi có đúng không? Chắc bữa đó là em xin nghỉ phép để về đưa mẹ đi. Anh sẽ cùng với em đưa mẹ đi tái khám. Anh đi với em hả? Anh có thời gian hả? Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Anh đi được hả? Yeah. Thiệt hả? Ôi vui quá, vui quá. Nhìn em kìa. Chắc là mẹ em sẽ vui lắm đó. Em như con nít vậy đó. Thôi, anh biết không, mỗi lần em về không có anh mẹ buồn lắm đó. Mẹ rất là muốn anh về, mẹ còn sợ là hai đứa mình giận dỗi vì nhau nữa đó. Chỉ cần em xong nhiệm vụ, tụi mình sẽ cưới nhau, để mẹ được yên lòng nha. Công việc của ông lúc này thế nào rồi? Ông cũng biết rồi, con người tôi á không có máu lửa kinh doanh giống như ông. Chẳng qua là bạn bè rủ nhau làm công ty, vừa để kiếm cơm, vừa để thỏa niềm đam mê của tôi thôi. Ông đó thiệt là làm ăn bằng cái kiểu lè nghèn như ông không bao giờ trụ được lâu đâu. Bởi vậy tôi biết rõ hạn chế của mình, nên sáng nay tôi vừa đưa ra một quyết định khá là quan trọng. Quyết định quan trọng là gì? Tôi giao quyền quản lý lại cho cộng sự. Từ nay tôi chỉ lo về chuyện kỹ thuật thôi. Tôi không thể để cái tánh tưng tửng của tôi mà làm ảnh hưởng tới nhân viên của công ty. Họ còn vợ con, còn gia đình, họ cần có thu nhập ổn định. Nếu mà người quản lý cà lơ phất phơ như tôi thì làm sao mà đảm bảo được đời sống cho họ. Làm như vậy cũng tốt. Trời đất, cái ông này, ông không thể nào mà giả bộ la tôi một câu cái kiểu như là: ê cái thằng này, bộ ông khùng rồi hay sao? Ông có thừa khả năng như vậy, tại sao lại nhường cái giám đốc lại cho một người khác? Ông không thể giả bộ với tôi một câu được hay sao? Ông có cần tôi giả bộ vậy không? Đặt được cái gánh nặng đó xuống, ông mừng còn không hết nữa kìa. Nói thật nha, tôi mừng cho ông. Ông biết nói như vậy, vậy tại sao ông không chịu đặt nó xuống đi? Cái gánh nặng trên vai của ông nặng gấp mấy trăm lần cái gánh nặng trên vai của tôi đó. Tôi bây giờ ở vào thế của mũi tên đã được bắn đi, ở vào thế của kẻ ngồi trên lưng cọp, dù mệt mỏi cỡ nào cũng không thể nào dừng lại, không thể bước xuống. Đó, tôi là tôi rất sợ cái đó. Mời.
Lâu nay ông có để mắt tới Khánh Hà giùm tôi không đó? Chuyện tình cảm của Khánh Hà có bộ tiến triển rất tốt. Anh chàng đó tuy là gia cảnh khó khăn nhưng lại là người tốt. Ông yên tâm đi, có động tình gì tôi sẽ báo cho ông biết liền. Cảm ơn ông. Từ nay có nhiều thời gian hơn, ông giúp tôi coi lại chuyện của Khánh Băng nha. Con mình đã bỏ sót điều gì mà cứ lây hoay không tìm ra đầu mối? Ông vẫn không từ bỏ sao? Tôi không thể nào từ bỏ được. Đăng Duy à, tôi hứa sẽ giúp ông hết mình. Nhưng tôi nói thiệt, vụ này tôi thấy không có hy vọng. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày rồi nó cũng sẽ lòi ra thôi. Tôi tin điều đó. Khánh Băng chắc sẽ không vui khi thấy ông cứ đeo đẳng chuyện này hoài. Nếu như hai đứa mình có một đứa phải chết trước, mà người đó là em... Anh vì thương em mà cứ ngày ngày ủ rũ đi về thui thủi một mình, chắc là em sẽ đau lòng và chết thêm một lần nữa đó. Có thật là em sẽ không vui khi anh cứ mãi đeo đuổi những ám ảnh đã giày vò anh từ lúc em ra đi. Chú, con mới về. Hai. Ủa con, con đi chơi với cậu Kim mới về đó hả? No way. Ừ. Con không đi với anh Kim, con đi với mấy đứa bạn của con. Trời. Vậy mà thím cứ tưởng là con đi chơi với cậu Kim không đó chứ. Ờ. Con mới đi ăn trưa với ảnh, không lẽ bây giờ tới tối rồi mà đi nữa hả? Rồi ảnh coi khinh con làm sao, đúng không thím? Nè, tôi thấy Tiểu Quyên nó nói phải đó. Bản chất của đàn ông là rất thích chinh phục. Cái gì cũng phải từ từ, làm quá là mình sẽ bị mất giá. Good, good. Good. Good, 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 good gì? Good đuôi. Tại vì tôi thấy cậu Kim xứng đôi vừa lứa với cháu của mình. Nên tôi muốn cho hai đứa mau kết hôn đi. Nên tôi mới nôn nóng vậy thôi. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Con thấy sao? Cậu ta có thể hiện tình ý gì con chưa? Not yet. Là sao? Thua rồi. Dạ, là chưa có gì đó. Chết cha. Ông gì? Tôi với ông phải ra tay giúp cháu mình mới được. Ra tay? Whatever. Ê. Là gì? Nó nói gì vậy? Cái gì bờ? Gì bờ vậy? Ai biết. À, chắc nó thèm sinh tố đó. Chị ngồi đi. Tôi biết rồi, nhà này tôi rành lắm mà. Anh Duy đi làm từ sáng sớm rồi mà. Tôi không có tìm anh Đăng Duy. Vậy chị tìm ai? Mọi người đi ra ngoài hết rồi, có mình tôi ở nhà hả? Nghe tin cô bệnh, tôi cố tình đến thăm cô. Đây nè, tôi tặng cô. Cảm ơn chị, nhưng mà tôi... Cô nhận đi chứ, tôi mỏi tay rồi nè. Chị làm tôi khó xử quá. Cô đừng có khách sáo với tôi. Hai đứa mình cùng là dân tỉnh lẻ, về thành phố mưu sinh. Tôi hiểu lắm cái cảm giác mỗi khi đau ốm một mình.
Cảm ơn chị. Cô đã thật sự khỏe chưa? Tôi khỏe mà. Mừng cho cô. Nhưng mà tôi nhìn cô vẫn còn xanh xao dữ lắm. Ráng ăn uống, tẩm bổ thêm nha. Ừ, cảm ơn chị. Ngồi đi. Ngồi đi rồi nói chuyện. Đứng gì cho mỏi chân. Hôm bữa nghe tin cô bệnh, anh Đăng Duy ảnh lo lắng dữ lắm. Không có kịp đợi tới sáng mà về liền trong đêm luôn á. Thiệt là tôi cũng rất là ngại về chuyện đó. Có gì đâu mà cô phải ngại. Ốm đau là chuyện đâu có ai muốn đâu. Anh Đăng Duy ấy, nhất định sẽ thông cảm và không có phiền trách gì cô đâu. Ừ. Tuy nhiệm vụ của cô là chăm lo cho Miễn Ngọc, cô phải vô bệnh viện thì ảnh phải về lo cho em gái của ảnh, cũng là chuyện bình thường thôi mà. Miễn Ngọc quan trọng với anh Đăng Duy như thế nào cô cũng biết rồi đó. Dì Tư phải đưa cô vô bệnh viện, anh Đăng Duy thấp tha thấp thỏm sợ Miễn Ngọc phải ở nhà một mình nên vội vã đi về liền. Chắc chắn ảnh sẽ không trách cô đâu, cô yên tâm nha. À, thì ra mục đích của cô ta tới đây là để giải thích cho mình biết lý do mà anh Đăng Duy vội vã quay về tối hôm đó. Mắc cười thiệt chứ. Bộ tôi nói không đúng hay sao mà cô cứ cười cười vậy? Đâu, tôi thấy chị nói đúng, rất là đúng mà. Nhưng mà cho dù không ai phiền trách, tự bản thân tôi cũng cảm thấy ái ngại. Bởi vì lương tháng thì tôi nhận đủ, mà trách nhiệm thì không làm tròn. Đã vậy còn làm phiền tới dì Tư nữa. Cô đừng có bận tâm. Anh Đăng Duy á, ảnh là người tốt bụng. Với người làm ở nhà hay là nhân viên công ty á, ảnh cũng đều đối xử rất tốt. À, xém chút nữa tôi quên. Nè, cái này là... Công ty người quen đang tuyển dụng. Tôi á đã giới thiệu cô với họ rồi. Đây là tài liệu sơ lược về công ty. Cô cứ coi đi. Nếu ưng bụng á thì đầu tuần sau tôi mang hồ sơ tới. Nhất định cô sẽ hài lòng với vị trí mà họ dành cho cô. Cảm ơn sự nhiệt tình của chị. Có gì đâu. Thấy cô, tôi như thấy lại những ngày đầu chập chững bước vào đời của mình. Cho nên tôi muốn giúp cô, vậy thôi à. Dạ, cảm ơn chị. Chắc là chị khát nước rồi. Để tôi đi lấy nước cho chị nha. Mẹ đừng lo cho con. Con khỏe lắm. Con không sao đâu mà. Mẹ ơi, đau mình như vậy rồi mà không chịu bỏ cái tật nói dối nữa. Mẹ con cô chắc là yêu thương nhau lắm. Cô cũng thật là người con có hiếu. Anh ấy rất quan tâm con. Mẹ đừng có lo cho con nha mẹ. Anh ấy, có phải cô đang ám chỉ tôi không? Cô nhìn thấy điều gì tốt ở tôi hả? Con gái cùng đứa phải biết giữ hình tượng trước đàn ông con trai chứ. Mau khỏe lại nha.
cô phải thật khỏe mạnh, thật xinh đẹp và hồn nhiên. Như ngày đầu cô mới bước chân vô nhà tôi biết ơn cô nhiều lắm. Nhờ có cô mà em gái của tôi mới vui vẻ và yêu đời như vậy. Và cũng nhờ có cô mà nhà tôi mới có lại được tiếng cười. Tôi nhất định không để cho cô phải chịu thiệt thòi đâu. Ráng chờ tôi thêm chút nữa nha. Tôi sẽ sắp xếp cho cô. Tôi đâu phải người xa lạ gì đâu mà cần gì bánh trái. Cái này của Mỹ Ngọc. Sáng nào Mỹ Ngọc cũng ăn vậy hết á. Đúng rồi, cái này là của em mà. Chị muốn ăn không? Cho chị một cái nè. Thôi, chị đang giảm cân. Vậy thôi. Thanh Vân, con mới vừa khỏi bệnh, chưa có được khỏe. Không có được động tay động chân vô cái chuyện gì hết đó. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mọi thứ ở trong nhà để dì Tư lo. Dì Tư có con khỏe rồi nè. Với lại, con có làm cái gì nặng nhọc đâu. Chỉ đổ mấy cái bánh ra cho em thôi mà. Chị qua đây. Qua đây ngồi xuống. Ngồi xuống đây nè. Chị qua đây nhanh lên. Anh hai em dặn á là chị phải nghỉ ngơi nhiều vô. Anh hai còn dặn em á là không có được nhõng nhẽo với chị đâu. Thì em cứ nhõng nhẽo với chị đi rồi chị sẽ béo má em. Không có được. Chị bị bệnh á, anh hai em lo lắng lắm á. Nên phải nghe lời anh hai chứ. Anh hai em á lo cho chị dữ lắm á. Ảnh thức cả đêm ở trong bệnh viện để canh chừng chị chứ bộ. Em cũng nghe lời anh hai. Em không có muốn chị bị bệnh đâu. Em không? Mỹ Ngọc, em nói gì kỳ vậy? Em nói thiệt mà. Anh hai em lo cho chị lắm á. Em không có nói sai đâu. Mỹ Ngọc nè, tánh của anh Đăng Duy là vậy á. Không có riêng gì chị Thanh Vân đâu. Nhân viên của ảnh đó, ai đau bệnh là ảnh cũng hết lòng lo lắng như vậy đó. Không phải như vậy đâu. Anh hai á thức cả đêm ở trong bệnh viện để canh chừng chị hai. Còn mấy người kia là anh chỉ vô thăm thôi à. Mỹ Ngọc, thôi em đừng có nói nữa. Thì tại vì Thanh Vân không có bạn bè, không có ai thân thuộc ở trên thành phố này hết, nên anh hai em bắt buộc phải có trách nhiệm với cô ấy. Em hiểu không? Đúng vậy đó. Anh hai của em là người thuê mướn chị. Lỡ như mà chị có mệnh hệ gì ở đây, anh hai của em phải chịu trách nhiệm, phải đền chị cho mẹ của chị. Nguy hiểm lắm, em hiểu không? Không phải như vậy mà. Mỹ Ngọc, chị nói phải là phải mà. Em ngồi chơi với chị Thiên Kim nha. Để chị lên lầu uống thuốc. Uống thuốc hả? Ừ. Uống thuốc mà hết bệnh đúng không? Ừ. Đi uống thuốc, nhanh lên. Chị ngồi chơi nha. Nhanh lên. Đi chị nha. Cô làm gì thì làm đi. Mỹ Ngọc nè, chị em mình ra sân chơi ha. Ra sân chơi hả? Ừ. Đi, ra sân chơi, đi nhanh lên. Đi, đi nha chị. Đi. Dạ. Em nghỉ tay đi, để đó chị làm cho. Em đâu có mệt mỏi gì đâu, chị cứ để em làm đi. À, bé Tiền nó ngủ rồi hả chị? Ừ.
Nó ngủ mà cứ ôm chặt con gấu bông của em á, không có chịu buông. Con gấu bông đó nó dễ cưng thế mồ, tới em còn thích á, uống chi là bé. Thằng Tấn nhà chị nó được em thương, chị mừng lắm. Anh Tấn là người tốt, ngoài em ra còn rất là nhiều người để ý theo đuổi ảnh đó chị. Nhưng khó mà gặp được người nào tốt bụng và biết thông cảm như em. Dạ, chị khen làm em mắc cỡ quá. Em nghĩ khi đã thật lòng thương yêu rồi thì ai cũng sẽ cảm thông với người mình thương hết. Gia đình chị rất nghèo, nhưng ba má chị cũng ráng cho thằng Tấn ăn học tới nơi tới chốn. Hy vọng sau này nó sẽ thoát được cảnh cơ cực của gia đình. Ba má cũng đã chắc mót dành dụm được một số tiền để cưới vợ cho thằng Tấn. Vậy mà cũng vì vợ chồng chị mà số tiền đó không còn. Chị đã ngày đêm tự trách bản thân mình, nhắc nhở mình phải ráng làm kiếm tiền để lo chuyện cưới hỏi cho nó. Vậy mà... Chị đừng có buồn. Anh Tấn, anh không có trách chị đâu mà. Anh Tấn rất thương chị với lại bé Tiền. Mà chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn. Nó qua rồi thì chị cứ để cho nó qua luôn đi. Chị đừng nhắc lại chi rồi buồn nha chị. Chị muốn nói cho em hiểu thằng Tấn, không phải nó không biết lo, mà chính vì thương chị nên nó mới trắng tay. Em hiểu anh Tấn mà. Chính vì vậy em càng thương và càng quý anh Tấn nhiều hơn. Chị cảm ơn em nhiều lắm Khánh Hà ơi. Em thương thằng Tấn nhà chị thì em đừng chê nó, đừng rời xa nó nha em. Dạ. Cảm ơn em. Hoa thơm quá à. Hoa vừa đẹp mà còn thơm nữa. Chị hửi đi chị. Chị không thích mà. Chị hửi đi, thơm lắm em nói. Thôi mà, chị không thích. Thơm lắm, chị hửi đi. Thơm lắm. Nè nghe lời em, chị nhìn đi, đã thấy hộp thơm lắm, hửi đi. Thơm lắm, chị hửi đi. Trời ơi, sao giờ cái hoa của em? Nè chị nói nghe nè, em đừng có hửi hoa nữa, không có tốt đâu. Có gì đâu mà không tốt. Em với chị hai hửi hoài à. Hoa vừa đẹp vừa thơm, tốt thấy mồ luôn à. Nè, chị thanh dân của em á, không có hiểu biết nhiều. Em đừng có nghe tuyệt đối chị, hiểu không? Phấn hoa tuy là rất thơm, nhưng mà em không có nên ngửi. Có khi bị sặc hay là dị ứng với phấn hoa không chừng á. Chị hai của em giỏi lắm á. Chị hai cái gì cũng biết làm hết trơn á. Chị hai em nha, vừa biết kể chuyện nè, vừa biết âm thơ nè, biết hát nữa, biết múa nữa. Chị Thiên Kim biết múa không? Mấy thứ đó ai mà không biết. Từ lúc đi học mẫu giáo, ai cũng được học mà. Vậy chị Thiên Kim múa cho em coi đi. Đi chị, đi. Chị múa đi, múa cho em coi đi mới tin. Chị lớn rồi, múa gì mà múa. Ủa, múa là múa. Người lớn thì người lớn đâu liên quan gì với nhau đâu. Mình cứ múa thôi. Chị hai của em cũng lớn nhờ. Mà chị hai múa đẹp lắm nha. Chị hai cũng dạy cho em múa nữa đó. Chị gạt em đúng không? Chị không biết múa. Nè, không phải là chị không biết múa, nhưng mà chị lớn rồi, chị làm như vậy á, người ta sẽ cười vô mặt chị á, hiểu không? Vậy sao chị hai của em? Chị hai. Em có biết á, khi em gọi như vậy là có hại cho anh hai của em không? Chị hai là chị hai, anh hai là anh hai, đâu có hại gì đâu. Thì em gọi như vậy á, lỡ như có một ai đó đem lòng thương anh hai của em, nghe em gọi chị Thanh Dân là chị hai, họ sẽ hiểu lầm, rồi ghen tuông, rồi chia tay với anh hai của em.
Em không sợ anh hai của em ế vợ cả đời hả? Chị đừng có lo, anh hai của em không có ế đâu. Anh hai của em sẽ cưới chị hai của em. Em nè, chị hai nè, anh hai, ba người sẽ sống với nhau tới già, tới chết luôn. Ý, mà còn thiếu. Còn có dì Tư, với lại mẹ em nữa. Nhà em có 5 người tất cả, sống với nhau thiệt là hạnh phúc. Chị bó tay với em luôn á. Cái con ranh con này, phải dùng chiều khác thôi. Mỹ Ngọc nè, Mỹ Ngọc, lại đằng kia đi, chị kể chuyện vui cho nghe ha. Kể chuyện hả? Đi đi đi. Đẹp bá cháy luôn. Bén như dao vậy. Uống gì mà uống quá trời. Nãy giờ pha biết bao nhiêu cái bình trà rồi đó. Đi tới đi lui, mỏi cái chân, mỏi cái tay. Uống như rồng hút nước không? Con mắt thì cứ dán vô trong cái điện thoại. Cái tay thì nhấn lướt hoài. Chuyện trọng đại không lo, lo làm cái gì đâu không. Nhờ lấy có miếng nước nè. Bà làm quá thiệt tình. Sao bà chế nước sôi vậy? Sơn xà, sơn xác. Chế trà không chế nước sôi sao ra trà. Cái này nóng quá. Thì nóng chứ sao, không mở chưa? Vậy còn hỏi nữa. Vậy cho vừa. Tôi hỏi ông nè, cầm cái điện thoại lên. Nè. Điện thoại cho cậu Kim, mời tối mai đến nhà mình ăn cơm. Ủa, nè nè. Gì nữa? Nhưng mà bà mời cậu Kim tới đây là bà có hỏi ý kiến Tiểu Quyên chưa? Trời đất ơi, cần chi mà hỏi. Tôi nói cho ông biết nè ha. Tôi nhìn cái dáng con đó thôi là tôi biết rồi, là tôi hiểu cái ý của nó quá rồi. Cần gì hỏi? Coi như vợ chồng mình mời, không có liên quan gì đến nó hết trơn á. Hiểu chưa? Điện đi. Tôi hiểu ý bà rồi. Nhưng mà thật ra nó như vậy. Ý bà là muốn á, đơn phương vợ chồng mình mời Kim tới nhà ăn cơm, đúng không? Để tạo điều kiện cho tụi nó gặp nhau, đúng không? Tôi thấy như vậy không có đúng. Tôi thấy như vậy đi, không ấy á, mình cho hai đứa tụi nó gặp nhau, xong cái hai đứa tụi nó làm quen với nhau, xong cái hai đứa tụi nó đi chơi với nhau, xong cái tụi nó đi khách sạn với nhau, xong rồi. Tôi thấy cái đó hay hơn á. Giờ tôi hỏi ông nè, trong nhà này ai bự hơn? Bà. Ai lớn tuổi hơn? Thì bà. Vậy sao không nghe đi? Còn cãi làm gì? Thì vậy đi. Nè, tôi nói cho ông biết, không phải là tôi mời ăn cơm khơi khơi đâu, mà tôi có kế hoạch hết đó. Có kế hoạch? Nói nghe. Nói cho tôi biết kế hoạch của bà đi. Tôi nói kế hoạch cho ông biết á, cái mỏ ông ra ngoài đường á, ông bếp xếp tặng cho người ta biết hết á, không còn linh thiêng nữa hay sao? Dạ. Buông ra. Trời ơi. Trách nhiệm của ông là chỉ có mời cậu Kim đến đây ăn cơm, đừng có hỏi gì nữa hết á. Điện đi. Thì điện. Mỹ Ngọc nè, em có muốn anh hai của em á vui vẻ hạnh phúc, em có muốn công ty của em ngày càng phát triển hơn không? Muốn chứ. Anh hai của em chỉ có thể hạnh phúc, công ty nhà em chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khi mà anh hai của em á cưới được một người vợ xứng đáng, một người vợ có thể giúp đỡ anh hai của em, có thể chia sẻ với anh hai của em những khó khăn của công ty. Em á mà cứ xúi anh hai của em cưới Thanh Vân á là em đang làm hại anh hai của mình đó, em biết không? Chị hai em là người tốt, không có làm hại anh hai em đâu. Phải,
Thanh Vân là người tốt. Nhưng mà Thanh Vân á, sẽ không giúp được gì cho anh hai. Em thấy đó, mọi việc ở công ty đều do một tay chị giúp anh hai em. Nếu như chị trở thành chị dâu của em thì chắc chắn chị sẽ... Không! Em không thích. Em không thích chị làm chị dâu của em. Không bao giờ và đừng mong chờ. Em không muốn nghe nữa. Anh à, em không muốn nghe Ngọc. Chị hơn. Mỹ Ngọc, đứng lại, nghe chị nói nè. Mỹ Ngọc.